Bồi hồi khi xem chiếc video của học sinh cuối cấp mang tên Ước mơ của bạn là gì? Thật hạnh phúc khi ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Lại một mùa chia tay nữa với biết bao ngậm ngùi lưu luyến của tuổi học trò. Trong ký ức của mỗi người, những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng vĩ đỏ rực cũng chính là chuyến xe chở những ước mơ khát khao cháy bỏng của tuổi thanh xuân. Một lớp học nọ trước ngày chia tay đã cùng nhau quay một đoạn video đơn giản, nhẹ nhàng nhưng khiến ai nấy xem cũng đều xúc động. Chỉ với một câu hỏi, ước mơ của bạn là gì? Những ước mơ thật đẹp, thật trong sáng, đúng như lứa tuổi học trò. Thật may mắn khi ai cũng có ước mơ. Có thể sau này các em sẽ không trở thành bác sĩ, bộ đội như mong ước. Nhưng đó chắc chắn sẽ là hành trang đẹp đẽ nhất để các em có động lực cố gắng trên con đường đời sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV. Tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong vòng 24 giờ.